Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 11 tháng 11 năm 2023 Hôm nay là một cái ngày rất là đẹp, ngày 11 tháng 11 năm 2023 Thì hôm nay Minh Hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin liên quan đến đội công an Hà Nội và liên quan đến quá trình nhập tịch của Philip Nguyễn Để phục vụ các bạn tốt hơn thì từ bây giờ ở phần đầu của chương trình Mình sẽ gói gọn lại tất cả những cái thông tin cô động về, về tất cả mọi mặt của đời sống bóng đá Việt Nam, về những thông tin thời sự sau đó là mình sẽ phát triển câu chuyện ở phía sau của vấn đề. ngày hôm nay thì câu chuyện của chúng ta sẽ uh, diễn ra trong vòng khoảng tầm và uh, xin phép các bạn khoảng 30 phút thôi. thì uh, chúng ta hôm nay có ba nội dung. nội dung đầu tiên là liên quan đến Hoàng Anh Gia Lai hiện nay đang không được đổi tên và bên phía Hoàng Anh Gia Lai cũng đang đề nghị là Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ cho họ một cái ngoại lệ để có thể được đổi tên ngay khi mùa giải đang diễn ra. câu chuyện thứ hai là câu chuyện liên quan đến Huyên Gông Ngầu Cun Hồi viên Gon thực tình là chưa ký hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Họ đã đồng ý với nhau về mọi mặt cả về các điều khoản rồi nhưng hợp đồng thì vẫn chưa ký và hiện nay thì mình nghĩ là sẽ còn rất nhiều những cái vấn đề rất nhiều những cái khó khăn đang chờ đợi luyện viên Gon Gokuun ở trước mắt. Và câu chuyện thứ ba là câu chuyện liên quan đến Philip Nguyễn. À, mọi người đều hỏi mình là tại sao đến bây giờ Philip Nguyễn vẫn chưa à, có quốc tịch Việt Nam thì mình chia sẻ với các bạn luôn là do cái tên của Philip Nguyễn cái tên Philip Nguyễn không phải là cái tên mà có thể nhập quốc tịch được, bạn ấy phải đổi ngược lại, tức là các bạn biết là tên tiếng Việt của chúng ta ấy là phải là tên họ ở phía trước và tên ở phía sau. À, ở đây thì Philip Nguyễn đang đặt theo tên Tây, Philip là tên, Nguyễn là họ, thì đặt tên là Philip Nguyễn. nhưng nếu mà để bạn đấy được nhập quốc tịch Việt Nam thì bạn đấy phải đặt tên là Nguyễn Philip, trùng với tên con trai của bạn đấy. đó là những cái thông tin mới nhất mà mình chia sẻ với các bạn à... À, trong ngày hôm nay, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến những cái phần chi tiết nhất. Xin thưa với các bạn là câu lạc bộ Hoàng Gia Lai hiện nay đang gặp khó khăn trong việc đổi tên. Ngay sau khi liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được công văn từ phía Hoàng Gia Lai về việc xin phép đổi lại tên của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai trở thành LP Bank à, Hoàng Gia Lai thì liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có công văn để phúc đáp. Và công văn này thì nêu rõ là hiện nay nếu mà đổi tên như thật, như của Hoàng Gia Lai là không được là bởi vì nó là hai thương hiệu chứ nó không phải giống như chúng ta trước đây chia sẻ với nhau là nó phải có một cái gốc, đó là gốc đội bóng địa phương. Đó, tức là gốc cái tên địa phương. Các bạn à, nhớ nhá là Hoàng Anh Gia Lai là một thương hiệu. Và cái thương hiệu này nó hay ở một cái là gì? Là nó có cái tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Đấy và ở đằng sau nó lại có chữ Gia Lai. Đấy là nhiều người nhầm hiểu là ờ đây có Gia Lai mà thì xin chia sẻ với các bạn là không phải như vậy. Và ngay sau khi nhận được công văn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì bên phía Hoàng Gia Lai cũng đã rất là uh, gọi là khẩn trương để uh, làm một cái công văn phúc đáp và tới đây thì theo những thông tin mà Minh Hải có được thì liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sẽ uh, xem xét uh, và đây phải là được các ủy viên ban chấp hành liên đoàn bóng đá Việt Nam đồng ý thì người ta mới thông qua và người ta mới cho Hoàng Gia Lai một cái uh, ngoại lệ. Nói tóm lại là quy định về đổi tên thì tất cả chúng ta đều đã nắm được rồi và bên phía Hoàng Gia Lai thì cũng rất là hiểu điều này và để mà đổi được tên ngay để sử dụng ngay thì bên phía Hoàng Gia Lai chắc chắn là phải làm một cái công văn nữa và Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì mình nghĩ là cũng chả khó khăn gì bởi vì là chủ tịch là anh Trần Quốc Tuấn thì cũng là một người rất là thân thiết với Bầu Đức và hôm ký hợp đồng hợp tác toàn diện với Liên Việt Postbank của Hoàng Gia Lai thì Bầu Đức cũng đã mời anh Trần Quốc Tuấn vào dự và anh Trần Quốc Tuấn cũng đã đến dự đó cho nên là mình nghĩ là đây nó chỉ đơn giản là vấn đề liên quan đến cái thủ tục hành chính thôi. Chứ nó không có cái gì là căng thẳng đâu Nhất là khi mà trước đây thì VPF và và Hoàng Gia Lai Hay nói chính xác hơn là Bầu Tú và Bầu Đức Thì lại cũng đang có những cái khúc mắc Và theo như thông tin mình có được Thì cái vụ kiện liên quan đến độc quyền của ban tổ chức giải Thì vẫn chưa vẫn chưa hủy đâu Vẫn đang theo à, Nội dung thứ hai là nội dung của Philip Nguyễn Thì à, mấy hôm vừa rồi mọi người có hỏi rất là nhiều Bảo là Minh Hải nói là trong tháng 10 có Sau đấy lại bảo là cuối tuần thì xin chia sẻ với các bạn luôn là những cái thông tin này không phải là những cái thông tin mình bịa ra mà những cái thông tin này là những cái thông tin mình có được từ bên phía công an hà nội và bên phía công an hà nội thì cũng cho biết là philip nguyễn hiện nay thì uh, mọi thủ tục đã xong xuôi rồi tức là tất cả các thủ tục bạn ấy đều có rồi nhưng có một cái thì hiện nay là sở tư pháp hà nội họ vẫn đang uh, họ vẫn đang gọi là uh, tư vấn để cái tên của philip nguyễn nó được đặt đúng chuẩn theo cái thứ tự tên của việt nam Đấy, theo đó thì Philip Nguyễn đổi tên thành Nguyễn Philip Nhưng mà nếu mà đổi tên thành Nguyễn Philip thì lại trùng với tên con Con của Philip Nguyễn thì lại tên là Nguyễn Philip Và con của Philip Nguyễn thì đã nhập quốc tịch Việt Nam rồi Vợ của Philip Nguyễn cũng đã nhập quốc tịch Việt Nam rồi à, Vợ của Philip Nguyễn cũng là một người gốc Việt Đấy, Bạn ấy họ ngô Thì à, không có gì khó khăn cả Bây giờ chỉ có một cái là Philip Nguyễn sẽ làm cái thủ tục để đổi lại tên và cái thủ tục đổi lại tên này thì nó mất thời gian là nó mất thời gian ở Cộng hòa Séc. Tức là bạn ấy phải đổi lại tên ở Cộng hòa Séc sau đó là lấy cái tên đó để chuyển về. Đó. Và theo như cái lộ trình xin thưa với quý vị và các bạn là theo đúng lộ trình thì khi mà Philip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam rồi thì lúc đó liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ làm việc với liên đoàn bóng đá của Cộng hòa Séc để chốt lại cái việc là Philip Nguyễn sẽ thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. À, mọi người hỏi là Thế bây giờ bạn ấy có quốc tịch việt nam rồi thì làm gì phải hỏi ai nữa đúng không ạ thì xin thưa các bạn là theo đúng quy định của fifa là một cầu thủ là không được khoác áo hai đội tuyển quốc gia hay nói chính xác hơn là một cầu thủ chỉ có một quốc tịch bóng đá thôi bạn có thể có nhiều quốc tịch nhưng mà chỉ có một quốc tịch bóng đá thôi à, và khi bạn đã nhập quốc tịch bóng đá của cái nền bóng đá nào thì bạn chỉ đá cho đội tuyển đó thôi À, nó tránh cái việc là anh mất cơ hội ở đội tuyển A thì anh lại có thể là nhập quốc tịch để anh sang đội tuyển B đó thì liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải làm việc với liên đoàn bóng đá Cộng hòa Séc và để chứng minh rằng Philip Nguyễn chứng minh bằng giấy tờ văn bản là Philip Nguyễn chưa khoác áo đội tuyển à, đội tuyển Cộng hòa Séc và bạn đấy có đủ có đủ điều kiện để tham gia và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam đó Đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái lộ trình nó là như thế. Còn à, mọi người hỏi là bây giờ thì thủ tục nó như thế nào? Thì à, xin phép các bạn là mình sẽ cập nhật cho các bạn thêm khi mà nó có những diễn biến mới hơn. Philip Nguyễn không tự ái à? Mệt quá thì buông. Không, Philip Nguyễn không tự ái. À, mình cũng biết là bạn ấy đang học tiếng Việt rất là gấp rút và bạn ấy hát được quốc ca rồi. Tất nhiên là hát thì nó cũng chưa chuẩn lắm nhưng mà mình nghĩ là như vậy là ổn. Bây giờ mà khoác áo đội tuyển quốc gia thì sẽ sẽ mọi thứ sẽ rất là ổn. Và như hôm trước mình có cập nhật cho các bạn, mình nói thêm cái thông tin này để các bạn à, có cái thông tin đầy đủ hơn. Ngay cả bây giờ Philip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam thì bạn ấy cũng không thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 này. Bởi vì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đăng ký với Liên đoàn bóng đá thế giới những cái tên sẽ thi đấu trong hai trận đấu vào tháng 11. Cho nên là Philip Nguyễn không có quốc tịch cho nên không đăng ký được. Cho nên là sớm nhất thì bạn ấy cũng chỉ khoác áo đội tuyển quốc gia của chúng ta vào tháng 3. Tất nhiên là trước đó thì bạn ấy hoàn toàn có thể khoác áo ở những trận đấu giao hữu hoặc là những giải đấu khác. Nhưng mà mình nói ở vòng loại World Cup thì phải đến tháng 3 bạn ấy mới chơi được. Tiếp tục. Bạn Trần Hoàng Hải, Trần Hoàng Khải có nói là ok anh. Ok anh Hải, tôi thấy Philip hát quốc ca. Bạn ấy cũng gọi là mất máy theo cái tiếng nhạc thôi. Chứ còn mình tin là bạn ấy chưa thể hát được một cách nó tròn vành rõ chữ. Nhưng không sao cả, mọi thứ rất là ok Bạn Nguyễn Nghĩa Nguyên Vlog của nó là shop của anh có áo công an Hà Nội không? Shop của mình rất là ok Bạn Hoa Chanh của nó là Minh Hải nói sai rồi Mỗi người chỉ đăng ký một quốc tịch thôi à, Bạn mới sai Có nhiều quốc gia là họ chấp nhận xong tịch Tức là nhiều quốc tịch cùng một lúc Ví dụ như là Messi thì bạn ấy có cả quốc tịch Tây Ban Nha, có cả quốc tịch Argentina nhưng bạn chỉ thi đấu cho Argentina thôi. Đó, nó đơn giản như thế thôi. Còn uh, Việt Nam một một số đất nước mỗi một đất nước thì người ta sẽ có một quy định khác nhau về mặt quốc tịch. Thôi cái này thì không cãi nhau làm gì cả vì chúng ta cũng không phải là những người làm luật nhưng mà chúng ta nắm được như thế là được. Ờ uh, ok. Bây giờ thì uh, mình sẽ chuyển sang câu chuyện về huấn luyện viên Công Ngô Khun hút viên công Ngô Cun, theo thông tin của mình từ công an hà nội là huấn luyện viên công dù đã đến công an hà nội rồi mặc áo công an hà nội rồi nhưng hợp đồng chính thức thì chưa được ký đến thời điểm này thì mình không biết là có phải là thiếu giấy tờ hay là gì hay không nhưng mà theo thông tin của mình từ công an hà nội là hợp đồng chưa ký hợp đồng của huấn luyện viên công Ngô Cun là 2 năm nhưng mình biết là hiện nay thì cũng rất nhiều người ở công an hà nội đang ủng hộ cái việc là chờ đợi huấn luyện viên mano polking cho nên là huấn luyện viên Công Cun có thể chỉ là phương án gọi là lấp vào chỗ trống thôi. Nhưng còn khi mà huấn luyện viên Công Cun mà 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 không có được cái thành tích tốt thì cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Và bên phía Công an Hà Nội thì họ vẫn chờ huấn luyện viên Manu Polking. Huấn luyện viên Manu Polking thì cũng đã có cái cam kết với Công an Hà Nội trong một bản hợp đồng ghi nhớ là 3 năm. Đó và nhiều người hỏi mình là tại sao vẫn chưa thấy Công an Hà Nội họ công bố cái bản hợp đồng với huấn luyện viên Công Ngô Cun thì đúng là trên tất cả các hệ thống của công an hà nội thì chưa có công bố huấn luyện viên Công Ogun đã ký hợp đồng và mình cũng đã hỏi bên phía công an hà nội thì nói là chưa ký hợp đồng à, lý do thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là những cái khó khăn của huấn luyện viên Công Ogun khi mà làm việc ở công an hà nội công an hà nội hiện nay đang gặp khá nhiều vấn đề từ vấn đề liên quan đến cơ cấu quản lý tổ chức cho đến vấn đề liên quan đến nhân sự liên quan đến chấn thương và cả lối chơi nữa mà hôm vừa rồi thì nói thật là mình tưởng là anh Trần Tiến Đại sẽ phải nghỉ Sau khi anh ấy tuyên bố cái vụ liên quan đến tiền thưởng Thì mình cứ nghĩ là sáng ngày hôm sau Mình nghĩ là anh ấy sẽ không thể tiếp tục làm việc ở công an Hà Nội nữa Nhưng mà sau đó thì các bên đã ngồi lại với nhau Và mọi thứ thì sẽ vẫn diễn tiến theo những cái hướng như thế này Anh Trần Tiến Đại vào thời điểm này cho đến thời điểm này Thì vẫn là người của công an Hà Nội mọi người hỏi mình khá nhiều liên quan đến phần thưởng của công an hà nội tại sao gọi tiền thưởng như thế thì mình chia sẻ với các bạn luôn là tiền thưởng của câu lạc bộ và tiền thưởng của ban tổ chức là hai cái hệ thống tiền thưởng khác nhau đó khi mà họ giành chức vô địch v-league thì họ nhận được khoản tiền thưởng từ ban tổ chức tiền thưởng đấy thì bình thường ra là câu lạc bộ nhận đó nhưng mà từ xưa đến nay nó đã thành một cái nếp rồi nó thành luật bất thành văn rồi là khoản tiền thưởng dành cho những cái danh hiệu là sẽ được chuyển thẳng về cho cầu thủ tức là câu lạc bộ nhận xong rồi có thể chuyển thẳng cho cầu thủ chứ câu lạc bộ không lấy đồng nào cho nên bình thường ra là câu lạc bộ được nhận đó và khi mà công an hà nội đang đi đến những cái vòng đấu gần như là quyết định cuối cùng ở cuối mùa giải thì có một lãnh đạo có nói là cứ chơi đi cứ chơi tốt đi nếu mà vô địch được thì sẽ có phần thưởng thêm đấy mà phần thưởng đấy mình nghe là cũng là nó khá cao đâu đó là khoảng tầm đôi chục tỷ thì các cầu thủ họ nóng cái điều đó thôi chứ còn đến bây giờ thì theo như thông tin mình biết là không có khoản tiền đó mà công an hà nội đang muốn thay đổi mình thì rất là ủng hộ điều này công an hà nội là đang đang muốn thay đổi cái quy chế thưởng thế như thế nào thì được gọi là thay đổi quy chế thưởng à, bóng đá việt nam của chúng ta là chúng ta thưởng theo cái kiểu là rất là rất là gọi là gì cao bằng ví dụ như là đội thắng ok thằng một thưởng 1 tỷ thế là về chia nhau À, cầu thủ loại 1 thì được nhiều tiền loại 2 được ít tiền hơn loại 3 được ít tiền hơn đấy và kết thúc mùa giải cũng thế ví dụ như là được bao nhiêu tiền đấy là họ sẽ chia theo cái cái cảm quan của người chia đấy, tất nhiên là họ cũng sẽ có cái quy chế thế nào được gọi là hạng là hạng nhất thế nào gọi hạng nhì thế nào được gọi là hạng ba đó bây giờ công an hà nội họ muốn khác đi tức là gì họ muốn cá nhân hóa cái phần thưởng đó ví dụ như là bạn chơi ở vị trí thủ môn hạn thì bạn không thể nào có có tiền bàn thắng bạn không bao giờ có tiền đường truyền được vì cái vị trí thi đấu của bạn nó 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 mang tính đặc thù cho nên là câu an đoàn đội hiện nay là họ đang muốn thay đổi tức là ví dụ như là bạn chơi bao nhiêu trận ví dụ như là bạn giữ sạch lưới bao nhiêu trận ví dụ như là bạn uh, chơi ở vị trí hậu vệ thì bạn chơi như thế nào tức là nó sẽ có những cái quy định Đó, và nó dựa trên cái màn trình diễn của từng cầu thủ để đưa ra phần thưởng. À, ví dụ như là anh là tiền đạo chẳng hạn anh ghi 10 bàn chưa chắc đã bằng một thủ môn mà 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới đó là cái rất là rất là đơn giản bởi vì các đội bóng hiện nay có nhiều đội bóng là còn thưởng theo cái cá nhân nữa ví dụ như hôm vừa rồi các bạn thấy là phạm tuấn hải của hà nội fc ghi hai bàn thắng vào lưới của đội vũ hán thì bạn ấy sẽ được nhận phần thưởng từ câu lạc bộ tức là câu lạc bộ được bầu hiển thưởng 1 tỷ này liên đoàn bóng đá việt nam là thưởng 300 triệu này ok còn bạn của anh Hiển thì mình không biết là có có thưởng nhiều nữa hay không Nhưng mà đấy Tức là Phạm Tuấn Hải sẽ được nhận một phần Trong tổng thể cái phần thưởng dành cho câu lạc bộ Nhưng Bầu Hiển đã thưởng riêng cho Phạm Tuấn Hải là 500 triệu Đó Thì cái 500 triệu đấy Phạm Tuấn Hải hoàn toàn có thể chia cho anh em đồng đội Hoặc nếu không thì bạn ấy giữ một mình cũng được Không sao cả Đấy, bình thường ra thì ngày xưa các cầu thủ Tây ấy Sau khi mà họ ghi bàn xong thì họ được thưởng riêng Ví dụ như là 1.000 đô cho một bàn thắng, ví dụ thế, thì bao giờ cũng thế sau khi họ lên họ nhận được cái tiền thưởng cho bàn thắng, họ bao giờ họ cũng về họ đi qua phòng của cái cầu thủ truyền cho mình là lại rút ra 200 đô để cảm ơn. Đấy, và giống như kiểu ở bên nước ngoài ấy, khi mà bạn mà truyền bóng cho một cầu thủ hay, à, sau đó là cầu thủ đó ghi bàn thì cầu thủ đấy thường là rủ đi ăn tối. Đấy, đó là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thực ra công an hà nội làm thế có tốt không? Mình nói là, là nếu mà làm được như thế thì nó quá chuyên nghiệp. Mình thì rất là không đồng tình với cái 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 quan điểm thưởng của rất nhiều ông bầu là ra chỉ 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 xong một truyền thông quay nó rất là nói chung là nó rất là nó trông hơi khó coi. À, và như thế thì nó sẽ đảm bảo được cái tính công bằng. À, tất nhiên là bao giờ cũng thế khi mà anh bắt đầu làm một cái việc gì đó thì số đông người ta không quen, người ta bao giờ người ta sẽ phản đối. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là rồi V chắc chắn cũng sẽ có cũng sẽ có nhiều những cái sự thay đổi Bạn uh, ẩn Lê Văn Ok, bạn ẩn Lê Văn Lát nữa mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn nhé Thực ra thì cái này nó cũng chả có cái gì là khó khăn cả Mình nghĩ là nó rất là đơn giản với uh, mình thôi Mình uh, xin phép bạn ẩn Lê Văn Là mình sẽ ẩn cái của bạn đi Bởi vì nó có tên của một người khác Xin là mình xin phép. À, bạn ẩn Lê Văn có đặt ra một câu hỏi và đây cũng là cái um, câu trả lời đầu tiên của mình cho series uh, câu hỏi đáp của các bạn. Bạn ẩn Lê Văn hỏi là một số YouTube có nói Minh Hải toàn câu view để kiếm tiền. Thực tế thì cả cái trang này cũng bình luận đều nói Minh Hải bốc phép. Như vậy Minh Hải có suy nghĩ gì? À Hôm nay thì em phải chia sẻ rất là thật là em không biết kênh đấy là kênh nào thật và em không biết các bạn làm kênh đấy là bạn nào. Đó, đấy là cái đầu tiên. Còn Minh Hải có câu view hay không thì các bạn nghe thì các bạn sẽ tự hiểu. Minh Hải có bốc phét không thì các bạn nghe các bạn tự hiểu. Đó, bao nhiêu những cái thông tin từ xưa đến nay mình đưa mình là những người đưa ra, mình là người đưa ra đầu tiên. Đó, mình đã chia sẻ với các bạn luôn luôn là những người chia sẻ với các bạn thông tin đầu tiên. Thì theo các bạn thì Minh Hải có bốc phét được không? Bởi vì những cái thông tin thời sự là không thể bốc phép được Nếu mà mình mà bốc phép được Thì mình có một cái tài lớn hơn Đó là tài tiên tri Đúng không ạ? Đó, nhưng mà xin thưa với các bạn Đây là mình làm việc thực tế Mình làm việc thật đó, Mình có cái công tác phóng viên thật Hiện nay mình đang có hai quay phim Mình có các phóng viên Mình có ekip của mình Còn nói là Minh Hải có câu view để kiếm tiền hay không Thì các bạn tự nhận Các bạn xem Các bạn không... Các bạn không phải quan tâm đến Minh Hải nghĩ gì đâu. Mình quan tâm đến các bạn nghĩ gì cơ đó. Còn à, kiếm tiền thì ai cũng phải kiếm tiền rồi Mình cũng phải sống Mình cũng cần tiền Ví dụ như là đêm ngày mai mình bay đi Philippines Mình đã đặt vé rồi Hơn chục triệu tiền vé Rồi tiền ăn ở di chuyển đi lại Thì nếu như mà bây giờ mà không có những đơn vị đồng hành Thì bây giờ mình lấy đâu ra kinh phí Để mình phục vụ các bạn Chiều ngày hôm nay mình sẽ phỏng vấn huấn viên Mai Đức Trung Đấy, ekip của mình cũng sẽ phải làm việc Đấy, tất cả mọi thứ Thì nếu như không có kinh phí thì rất là khó Bây giờ nếu như các bạn thử tưởng tượng xem một đội bóng mà họ không có tiền thì họ duy trì kiểu gì Thì cũng giống như chúng mình thôi Chúng mình cũng cần có tiền để làm tốt hơn, để phục vụ các bạn tốt hơn Còn cái trải nghiệm của các bạn nó mới quan trọng Còn người ta bảo mình bốc phét thì các bạn cứ xem lại xem tư cách của người ta như nào Mình thì không bao giờ nói Ok bạn Hưởng Lê có nói là một số thành phần ghen ăn tức ở, con gà tức nhau tiếng gái, anh Hải không cần để ý đâu. Bạn, các bạn cứ yên tâm, các bạn cứ yên tâm không vấn đề gì cả Minh Hải rất vững vàng Bởi vì nếu mà các bạn nói Các bạn là khán giả Các bạn nói là Minh Hải như này như thế kia là không ổn Đưa ra thông tin như này là không Ví dụ như hôm trước Mọi người so sánh Phạm Tuấn Hải với Ronaldo Thì mình có cái quan điểm là đừng so sánh nhưng mà ở trên cái tít nó có chữ Ronaldo và một người góp ý với mình là Minh Hải nói như thế thì người ta sẽ hiểu là bạn đã câu view mình xóa cái Ronaldo đi ngay đó xin thưa với các bạn luôn là cái mà mình chia sẻ với các bạn luôn luôn là như vậy từ cái vụ huấn viên Mano Polking các bạn thấy chuẩn không sau đó là đến bây giờ huấn viên Công Mô Cun về Công an Hà Nội mình chia sẻ với các bạn rất là nhiều thì không biết là những cái kênh mà nó bảo mình bốc phét đó thì nó bao giờ có được những cái thông tin như thế không đó hay là khi mà cái những cái kênh ngu muội đấy nó đã nói là à, mình đưa ra cái thông tin về tiền lương là 25 30.000 đô là cái thông tin bốc phét bởi vì công ty đại diện người ta đã phủ nhận điều đó nhưng mình nói luôn là công ty đại diện không bao giờ dám đứng trước mặt mình để phủ nhận điều đó Bởi vì họ nói với mình mà Đúng không? Thì đấy Nếu như mà mình đã nói ở trên cái chương trình như này Thì họ phải hiểu Và để cho giữ cho họ cái sự tôn nghiêm Để cho để cho bạn ấy cứ kiếm tiền Thì bạn ấy có thể lấy tin của bọn mình Lấy tin của người khác Xào xáo lên để làm Nhưng mà hãy cố gắng làm người tốt Đấy là quan điểm cá nhân của mình Ai rồi cũng phải Ai rồi cũng lên đường hết Ai rồi cũng nhắm mắt xuôi tay hết Không mang đi được cái gì đâu cái chúng ta đến với thế giới này chúng ta cố gắng làm được những điều tốt đẹp ít nhất là chúng ta không cảm thấy làm nhục bố mẹ đúng không ạ để cho người ta nói là ông bà sinh ra đứa con nó chả ra gì cái thứ hai nữa là hãy cố gắng cống hiến khi còn có thể và hướng đến những điều tốt đẹp đơn giản như thế thôi bây giờ thì mình lại vẫn chia sẻ với các bạn về những sản phẩm chứ đúng không bởi vì thiếu sản phẩm thì sẽ không bao giờ có được sức khỏe và chúng mình cũng không có kinh phí để mà làm việc đâu Xin được chia sẻ với các bạn Cao Ba Long, sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới, các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông. Vì bất cứ lý do gì, do tuổi tác, do áp lực, do công việc hoặc do cơ điện chúng ta cứ sử dụng Cao Ba Long. Nó sẽ giúp cho chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân. Và bây giờ chúng ta sử dụng Cao Ba Long thì về sau khi lớn tuổi, các bạn sẽ tránh được nguy cơ là bị bị nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, thoái hóa xương, loãng xương, thậm chí là tránh được cả nguy cơ giảm được nguy cơ là sẽ bị gãy chân gãy tay gãy xương. Các cháu nhỏ bị còi xương suy dinh dưỡng chậm lớn thì chúng ta sử dụng cao ba long cho các con để phát triển bộ khung giúp các con cải thiện cả thể lực lẫn thể hình. Về sau các con cứ cứ to cao và đẹp trai thông minh thôi. Và thứ tư là các chị em, các chị em muốn điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác về điều đặn như một chiếc đồng hồ như thời của con gái nên sử dụng cao ba long. Nó sẽ hỗ trợ cho các chị em. Đặc biệt là chị em mới sinh con vì trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất chúng ta chúng ta sẽ truyền hết sang cho con. thế là khi sinh các con ra rồi thì chúng ta rất là yếu ớt, chúng ta người rất là lỏng lẻo. Đó, thì bây giờ các ba long sẽ hỗ trợ để củng cố lại, giúp các chị em luôn luôn khỏe khoắn, luôn luôn tươi tắn, luôn luôn vững vàng và đặc biệt ở đây mình phải nói luôn là nó giúp cho cơ thể của chúng ta rất là chắc chắn. Số điện thoại mình để trên logo không hai bốn Website là đông á shop vn. Các bạn nhớ cho mình nhá. đó và đây là đông trùng hạ thảo, một sản phẩm giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất giúp cơ thể của chúng ta khỏe hơn. Dưỡng chất này bổ nhưng không béo cho nên nó tuyệt đối là rất là tốt cho sức khỏe. Thứ hai là tăng cường số lượng tế bào tốt. Cơ thể của chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút nó bị bào mòn về tế bào vì chúng ta cứ hoạt động như này là nó sẽ bị bào mòn cách tự nhiên. Đó, nếu như chúng ta không bổ sung được tế bào, tức là cái cái lượng tế bào được bổ sung nó ít hơn số lượng tế bào bị mất đi thì cơ thể của chúng ta rơi vào trạng thái là bị bị suy nhược chúng ta bị suy cơ đấy và tại sao cơ thể của ta nó cứ cơ bắp nó cứ tông teo da rẻ nó cứ nhăn nheo là vì thế đó thì đông trùng hạ thảo giúp chúng ta tăng cường số lượng tế bào tốt và nó bồi đắp lên tất cả các bộ phận trên cơ thể và nó còn kích hoạt một cái cơ chế tự hàn gắn nội thương tức là cơ thể của chúng ta có khối u hoặc bị mổ chúng ta trải qua phẫu thuật thì xin thưa với các bạn luôn là đông trùng hạ thảo nó giúp chúng ta sinh ra tế bào lấp đầy ở khu vực khối u và nó cũng giúp chúng ta lấp đầy ở cái cái đường giao kéo cho nên là cơ thể luôn luôn cực kỳ chắc chắn cơ bắp luôn luôn săn chắc cơ thể luôn luôn khỏe mạnh đấy là điều tuyệt vời thứ ba là nó tăng cường hệ miễn dịch cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi một cái vòng tròn miễn dịch cái vòng tròn miễn dịch này thì nó giống như một cái hàng phòng ngự giống như giống như hàng phòng ngự để nó che chắn cho cơ thể của chúng ta trước sự tấn công của bệnh tật của virus vi khuẩn từ môi trường bên ngoài vào và mỗi một cái mắt xích trong cái cái hệ miễn dịch đó đó chính là kháng thể và cơ thể của chúng ta cùng với sự lão hóa kháng thể ngày càng sinh ra ít đi cho nên là cái vòng tròn miễn dịch cho nên cái hàng phòng ngự này của chúng ta ngày càng yếu thậm chí là bị thủng và đó là cái điểm dò mà bệnh tật nó sẽ tấn công vào đấy và nó làm đổ luôn cả hệ miễn dịch như các bạn thấy là càng về lớn tuổi càng về già là cơ thể của chúng ta càng dễ bị bệnh là vì thế đông trùng hạ thảo tăng cường số lượng của kháng thể Ví dụ cơ thể sinh ra được một triệu kháng thể Đông trùng hạ thảo chi viện thêm một triệu nữa là hai Hàng phòng ngự của chúng ta đang có 11 người Bây giờ lại có thành 22 người Tức là cái khả năng chống chọi lại bệnh tật của chúng ta tăng lên gấp đôi Nguy cơ bị bệnh chúng ta giảm đi chỉ còn một nửa Số điện thoại mình để trên logo 02477778877 Và website là shop vn Cảm ơn các bạn rất nhiều à, mình thì hoàn toàn không quan tâm đến những cái kênh đấy nha các bạn nhé và mình cũng sẽ cũng mong các bạn là các bạn đừng có nhắc đến các bạn đấy nữa nó chán lắm nó vừa mất thời gian mà mọi người lại cứ nghĩ là mình đang bức xúc với các bạn đấy mình không có bức xúc đâu bởi vì mình biết là những cái người mà họ họ phải nhìn đường mà con mắt của người khác nó khổ như thế nào đấy các bạn đấy làm gì có công tác phóng viên đâu họ không có công tác phóng viên không có công tác phóng viên thì làm sao họ có thông tin được Toàn lên trên mạng lấy một vài những cái thông tin các bạn thấy sao. Toàn lấy những cái thông tin trôi nổi tào lao, sau nhiều người hỏi mình là Minh Hải ơi có phải có thông tin này không, thông tin kia không? Kiểu là bầu Đức yêu cầu liên đoàn bóng đá Việt Nam phải sa thải ông Chu Chi làm gì có bầu Đức nào làm như thế. Chả bao giờ cả. Ok mọi người, các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhá, mình sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của các bạn à, càng nhiều càng tốt. Còn à, trong một ngày nghỉ cuối tuần như ngày hôm nay chúng ta không cần phải giải thích lập đặc nói là minh hải không cần giải thích à, mình như thế nào thì mọi người biết mà họ thấy không đúng thì xem làm gì mình rất thích chương trình của minh hải cảm ơn bác à, em thì vì em trả lời câu hỏi của mọi người bởi vì mọi người khi mà hỏi những cái câu hỏi như thế em không trả lời thì mọi người lại bỏ là minh hải ỉm đi à minh hải sợ à thì em nói luôn là em không sợ Đây này ví dụ như bạn Toàn Dương này Khi huấn luyện viên hút danh sách Anh nghĩ ai sẽ bị loại ở hàng tiền đạo Hôm nay đọc một trang báo Bảo nói Tiến Linh sẽ bị huấn luyện viên loại Nhưng em nghĩ chuyện đó không xảy ra Ý kiến của anh như nào Thực ra là xét về mặt lý thuyết Thì ai cũng có khả năng bị loại mà bạn Đấy nhưng mà chẳng may Tiến Linh mà bị chấn thương cái gì đấy thì, thì đương nhiên là phải loại rồi Chứ ai mang thương binh đi làm gì Đó nhưng mà Mình nghĩ là cái khả năng này là có Nhưng mà nguy cơ này ít Mình nghĩ là ít Quang Thái official của nó là anh Hải ơi, người già hay bị đau gối, tê chân tay dùng hiệu quả không? Quá chuẩn luôn, nó chính là như vậy đấy. Philip Nguyễn theo yêu cầu là bạn ấy phải đổi thứ tự tên. Tức là thay vì là Philip Nguyễn thì bạn phải đặt ngược lại thành Nguyễn Philip kiểu thế. Hay là Nguyễn Văn Philip hoặc Nguyễn Minh Philip kiểu như vậy. bạn hạt giống tâm hồn có nói là em thấy lối phối hợp của huấn luyện viên chu xe thoáng và hiện đại hơn thời thầy park đúng rồi vì thầy park các bạn tưởng tượng cái lối chơi của thầy park ấy là nó giống như bông hoa bông hoa chưa nở các bạn thấy không ạ tức là khi mà đội ta phòng ngự là 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 cái giống như bông hoa chúng ta phải thu lại còn huấn luyện viên philip chu xe và huấn luyện viên công Gun thì cùng chung một triết lý tức là bóng đá là luôn luôn phải nở hoa tức là chúng ta phải dàn quân ra để tấn công áp đặt thì thực ra là một trận đấu thì bao giờ cũng thế, toàn là hoa nở thôi mà Đấy, khi phòng ngự chúng ta hoa lại chưa nở Thu về Còn khi chúng ta tấn công là nở ra như một bông hoa luôn đó Bạn uh, Quân Minh TV có nói ngày nào cũng comment mà không thấy Minh Hải Nhìn thấy đen thật Xin uh, rất xin lỗi bác Em uh, hôm nay đã nhìn thấy rồi Hải Kẹo TV có nói là nó ghen ăn tức ở thôi Thực ra là nó không có lý do gì để ghen với mình cả Vì nó không đi làm, nó không có công tác phóng viên Nó không có nguồn tin Nhưng nó vẫn lấy thông tin của chúng mình Và mình đảm bảo luôn là chắc chắn là nó sẽ xem của mình rất nhiều Ở Việt Nam thì mình có thể khẳng định luôn là Mình là một cái nguồn tin các bạn có thể đọc ở trên báo rất nhiều những trang báo chính thống thậm chí thậm chí là những tờ báo của thông tấn xã cũng có lấy nguồn tin của mình và họ rất là lịch sự họ họ trích nguồn đàng hoàng Họ trích ngừa là theo thông tin từ nhà báo Minh Hải hoặc là theo Vlog Minh Hải. Đấy và rất nhiều người chả am hiểu gì cả. Mình uh, lên truyền hình mình chia sẻ toàn là những cái thông tin rất là nóng thì mọi người lại cứ cứ nói là mõm với cả thế này thế kia, thế là mình chán. Mình chán là mình không lên truyền hình nữa. Mình chỉ phục vụ ở đây thôi. Bạn Trịnh thì Hồng Tươi nói là tôi ở Hàn Quốc rất thích kênh của nhà báo. Cảm ơn bác rất là nhiều à, xong rồi lại còn hỏi mình là nhà báo uh, thẻ nhà báo đâu nữa chứ nhỉ, thẻ nhà báo mình để đâu nhỉ, nói chung là nó có một vài những cái liên quan đến thông tin cá nhân nên là mình cũng ngại uh, chia sẻ. Đây, mình cho các bạn xem cái thẻ nhà báo để cho các bạn, uh, bạn thấy ngày xưa là mình có được, uh, mình có được ấy uh, không này, đây. Nhiều người đòi xem thẻ nhà báo của mình Mình phải view lên bởi vì nó có nhiều cái thông tin đấy Đây, nhà báo đây, thẻ nhà báo đây Tên đầy đủ, nhà báo Nguyễn, à, Tên đầy đủ, Nguyễn Minh Hải, nhà báo đấy, Bút danh là Minh Hải Sinh năm 1979, tạp chí bóng đá Đây, các bạn nhìn thấy anh uh, của mình chưa? Các bạn nhìn thấy uh, ảnh của mình chưa? Đó bình thường thì theo thuật toán là người ta không cho phép đưa những cái thông tin cá nhân lên đâu nhưng mà thôi hôm nay mình cũng mình cũng chứng minh với các bạn thì mình đưa lên thôi chứ còn chả có vấn đề gì thủy hoàng đó là cứ kệ cho nói minh hải càng nổi tiếng mình rất yêu quý kênh của minh hải không sao cả Em rất là vững vàng, mọi người không có gì phải lo cho em đâu. Ui giời ơi. Mình Hải bao nhiêu năm trời rồi, làm mình làm việc này quen rồi, các bạn cứ yên tâm. Bạn ca sĩ Bắc Đắc Dị có hỏi là anh sang Philippines có livestream hàng ngày nữa không? Có chứ. Mình có nguyên một bộ livestream di động, cho nên là mọi người cứ yên tâm. Bạn thợ vùng cao có nói là Ồ, 1979 thì là em rồi. Ok, đấy. Hôm nay em đưa luôn cả thẻ nhà báo lên cho mọi người xem. À, đỡ phải uh, lằng nhằng. Đúng không ạ? Ở đây em còn có một cái nữa đây này. Đây. Nó có rất là nhiều những cái. Uh, đây, em còn là hội viên của hội nhà báo này. Các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Đó. Ờ, à, nó bị hơi bị lóa. Đấy. Đây. Hội viên hội nhà báo này. Mọi người có bị lóa không? Đấy nhưng mà em vứt nó ở trong này này, em để nó ở trong này này, chả bao giờ mang đi làm gì. Bạn Tùng Phạm Văn của nó là sân Mỹ Đình ổn không anh Hải? Mình thấy bây giờ là khá ổn. Mình thấy bây giờ là là ổn đấy. À các bạn ơi mình cũng đã post lên page của mình cái bạn hỏi Vlog Minh Hải trả lời đấy Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhé Mình sẽ mình sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn Bạn Đình Khiêm Lương đó là anh Hải cứ phải giải thích Vậy làm gì mất thời gian của mọi người Những người hiểu anh sẽ có cái nhìn đúng về việc anh Hải đang làm Bởi vì mọi người các bạn biết đấy là mọi người cũng, cũng lo và khi mà nghe những cái thông tin như vậy thì mọi người lại uh, lại lo Mọi người không biết là người ta chửi thế có đúng không Thì mình cũng chia sẻ lại thôi, không có vấn đề gì Bạn Sơn Nguyễn 1976 nó là chuẩn rồi Minh Hải đưa lên như thế này Nhiều kẻ cứng họng rồi, mấy bạn đấy có thấy xấu hổ không nhỉ Nói chung là hội đấy nó không biết xấu hổ đó bạn ạ Nếu nó biết xấu hổ thì nó đã không đi ăn cắp ăn trộm Rồi nó lại chửi lại cái người mà nó đã ăn cắp Ok mọi người à, mình vẫn chia sẻ với các bạn một trong những cái sản phẩm mà mình sẽ mang đi Philippines đó là cái 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 ổ cắm điện menhouse V8 trong cả cái bộ livestream di động của mình thì chắc chắn là cái ổ điện này là là không thể thiếu được bởi vì là cùng một lúc mình phải kết nối với rất nhiều rất nhiều những cái thiết bị đó ví dụ như là máy tính này đèn này rồi cái một cái màn hình bên cạnh này màn hình bên cạnh riêng màn hình bên cạnh là nó lại cần hai rắc hai rồi một uh, ổ là lấy nguồn một ổ là lấy điện. Đó, à một ổ là lấy tín hiệu, một ổ là lấy điện. Đấy rồi iPhone, iPad rồi tất cả các uh, các cái uh, thiết bị cá nhân. Nhưng mà mình chỉ cần mang một mình cái này đi thôi. Nó vừa gọn nhẹ nhỏ nhắn mà nó lại kết nối được với 12 thiết bị. 12 thiết bị. Các bạn nhìn thấy nó nhỏ này thôi, bằng đúng một cái đầu tay, đầu ngón tay. Nhưng mà nó kết nối được cho chúng ta là bốn thiết bị, hai cổng USB và hai cổng Type C. Bốn mặt ở đây mỗi mặt có hai ổ cắm, như vậy là có 8, 8 cộng 4 là 12. Đó và các bạn đặt một phát ở trên bàn này là các bạn kết nối được với 12 cái thiết bị Mà không cần phải đi đâu cả Nó vẫn nằm trong tầm tay của các bạn thôi Thứ hai nữa là câu chuyện liên quan đến phòng chống cháy nổ Vì các bạn biết bây giờ là người ta sợ nhất là vấn đề liên quan đến cháy Đấy hỏa hoạn bây giờ kinh khủng lắm Mà cháy có nguồn gốc từ có nguyên nhân từ chập điện thì là rất là nhiều Các bạn nghe thấy tiếng không ạ Đó các bạn thấy nó đàn hồi không các bạn cắm vào phát là nó ôm chọn lấy cái 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 rắc cắm cho nên là nó không bao giờ nó có tia lửa điện thứ hai nữa là gì ở đây mình chia sẻ với các bạn luôn nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ và chịu tải được đến tận 4.000 w mà lại giá lại rất là rẻ các bạn đã được giảm giá rồi giá chỉ còn là 489.000 một chiếc còn nếu các bạn mua hai chiếc thì giá chỉ còn là 968.000 968.000 các bạn được tặng một cái ví da có chữ ký của Vlog Minh hà đó, à, tuyệt vời không? Bạn à, Kim Tuyến Nguyễn lại nói về cái chuyện là tại sao cái kênh này nói là em không phải là nhà báo. Thôi, em ra xóa comment của bác đi nhá. Bây giờ em không trả lời cái câu chuyện là nhà báo hay không nhà báo nữa nhé Ok, mọi người có câu hỏi gì không ạ? Đấy, số điện thoại mình để trên logo 0889333300. À, các bạn nhìn này số điện thoại này còn website thì nó là menh nhá các bạn nhìn thấy ở trên web à, trên 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 màn hình này ok bạn su Nguyễn họ nói xấu sau lưng bạn nghĩa là bạn đang đi trước mặt họ nếu họ tiếp tục nói xấu sau lưng bạn thì mãi mãi chỉ ở phía sau bạn thôi làm sao đi trước được các bạn các bạn yên tâm người ta đứng trong bóng tối mình không nói là trước sau đâu nhưng mà người ta chỉ đứng trong bóng tối thôi thỉnh thoảng ném hòn gạch ra còn họ có dám hiện hình và chia sẻ những cái thông tin lần đầu tiên không? họ có những cái thông tin lần đầu tiên được chia sẻ không? những cái thông tin thời sự không? còn các bạn kết nối vào thì các bạn thấy từ ông Philip Chu C này cho đến Nguyễn Quang Hải này cho đến Manu Polking này cho đến à, rất nhiều thông tin về chuyển nhượng nữa chứ đúng không? đó Anh Hải ơi đá vòng loại có trực tiếp trên truyền hình hay không? <laughs> chắc chắn là có nhưng mà hiện nay là 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 chúng ta sẽ phải đàm phán để mua bản quyền quan đỗ có đó là tuấn hải liệu đã vào form kỹ thuật cá nhân của bạn này rất ok chỉ tội dứt điểm vẫn hay đi bắn chim à, tuấn hải bây giờ là đang đang là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp rồi mình nghĩ là như vậy <laughs> Uh, có một bạn Thresh này sắp tới đây hai năm nữa sea games 33 ở thái lan thì huấn luyện viên mai đức trung đã nghỉ rồi ai sẽ là người thay huấn luyện viên mai đức trung uh, ông Akira ông khả năng cao ông Akira sẽ là người thay thế huấn luyện viên mai đức trung đấy các bạn ạ bạn nguyễn long của nó là em hỏi anh mà không thấy anh trả lời bạn nguyễn đức bình tuyệt vời quá anh sẽ mua để có chữ ký của minh hải cảm ơn bác nhiều cảm ơn mọi người rất là nhiều à, mình phải nói luôn là cái thẻ nhà báo của mình thì mình đã trả lại cho báo bóng đá rồi bởi vì là khi mình làm việc ở báo bóng đá thì báo bóng đá họ họ là đơn vị chủ quản và khi mà ghi là minh hải của báo bóng đá thì là mình chỉ làm việc cho báo bóng đá thôi còn khi mà mình cầm cái thẻ đấy mà mình không còn là người của báo bóng đá nữa thì nó rất là mặc dù là mình có thể làm được việc đó nhưng mà mình đã nói với chú tổng biên tập chú tổng biên tập nói là thôi mày cứ cầm đi không phải không phải gửi lại tòa soạn đâu thì mình nói với chú một câu là cháu là người của bóng đá và ở trên này có ghi chức danh của cháu là phóng viên của bóng đá thế là cháu sẽ xin phép gửi lại cơ quan nó cũng giống như kiểu mình bàn giao cái máy tính hay là con chuột các thứ thế thôi đó chứ là bây giờ mình không không còn cầm cái đó nữa hôm trước có một bạn bạn ấy cũng nói là 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 minh hải nên đưa lên thực ra là cái thẻ đó bây giờ là mình đã không còn cầm nữa rồi. Bạn Giang Nguyễn ở đó là Minh Hải cứ bỏ qua những comment nói xấu Hải đi, không phải nói lên đâu Hải ạ. À. Hôm nay em xin phép đây sẽ là lần cuối cùng em nói về những cái kênh tào lao để nói xấu về mình. Còn em cũng xin đề nghị mọi người là mọi người đừng đặt ra những câu hỏi nó liên quan đến những kênh khác nói gì về em. Mọi người hãy cảm nhận về em thôi. À, từ bây giờ thì em sẽ không trả lời những câu hỏi đấy nữa mà các bạn đừng cũng đừng đặt đừng đánh tên của các kênh đó lên. Bởi vì các bạn đánh tên của các kênh đấy lên thì nó sẽ bị ẩn. Vì em từ bây giờ em sẽ để cái chế độ là các bạn cứ đánh cái từ ấy lên là nó sẽ ẩn cái comment của mọi người đi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ em xin phép là sẽ dừng luồng livestream tại đây. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn quay lại page đặt câu hỏi cho em và em sẽ trả lời. Và chương trình bạn hỏi Vlog Minh Hải đáp sẽ được phát vào trưa ngày mai cảm ơn mọi người rất là nhiều chúc mọi người một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bây giờ minh hải xin được kính chào tạm biệt